Zombie. Thôi vậy chết vậy là kinh rồi, muốn cái gì nữa? I cannot turn back. Vậy là kỳ, kỳ con mẹ nó tích lắm rồi đó. À, từ một thằng top 8 không có gì mà nhảy thẳng lên top 1 ngồi xong bắt đầu xuống đấy. Đùa. Không, Brain mà cầm đồ đấy không ngon bằng lắc được bạn ạ. Brain cầm đồ đấy cũng vứt. Thì á, đam không gắn bằng lắc được. Lắc bây giờ lắc 1 nó đã 600 đam rồi. Có Brain chọn mẹ lại Brain 1 chạy 200 225 bởi lên 2 chạy được 300 chạy được nhiêu. Không xin nhê. Lắc đánh mới đổi thôi. Bây giờ bất cứ lắc gì các bạn có thể xài được. Ôi trời ơi, thọt đồ anh ơi. Thọt đồ của em mé, không bán bên ga đi 3-4 tối à. Thọt đồ anh ơi. Anh ơi, thọt đồ qua anh ơi, em thọt đồ. Đi cùng chiến luôn hả ta? Sàn lửa có gấu. Ghép gấu Solari đi cùng chiến cũng được. Có lửa nè, có kim tiền nè. Thêm con Varus là cũng được, đi lửa cũng được. Vũ hai luôn này, xét luôn này. Đi cùng chiến pháp. Đi cùng chiến pháp chị. This is a waste of my time. Làm cũ cùng chiến không? Quý nha. They leave me no choice. Làm lửa này. Lửa đúng quá ngon. Con kia đèn này mà lên 2 bán gấu đổi luôn đi. Bán gấu đổi đồ. Rồi bóng tối chơi. Toriyage-tong!
cubs. Lấy được quả đấy là kim rệt có nón rồi đấy. Nón xong kiếm đại bác. Kim rệt nón đại bác thì test hết mồm. Ready for battle. Giờ mới được bằng chiến. Hai đất này. Nên xài không phải. Thank you.
to Mundo. Chứ con cá vẫn xấu là hết. Cá xấu cá đẹp. Trời má, ông qua quýt vồ còn hùn đấy. Chịu đấy. Ông qua quýt ông vồ hùn kìa trời. À, mù mắt tôi rồi, ông qua quýt ơi. À, bác vô quýt bác đi bác vô ếch ạ. Chịu bác luôn đấy. Cuộc chiến này. Cuộc chiến cá sấu này. Sao qua giấc mộng đau chỉ một lần mà bắt em đi manh mai một ngày mai như sức khỏe em phải is in blue. Mình ráng lên 8 rồi mình rốt luôn các bạn. Xấu nào ta. Thank you.
lần. Đầu rít quầy. Nắm môn đồ thế. Chơi game đéo từ đầu game giờ không có một cái xấu luôn. Không cái xấu mà không ô lát. Sợ thật sự. Đã không có cái xấu mà không ô lát luôn. Now this I like. Vô líp anh lèn đây là ô lát rồi đấy. Mà em mới thấy. Vẫn chưa có cái xấu. Vẫn chưa có cái xấu mọi người ơi. Để đọc vô cái. Saiyan rớt ra từ đầu một con từ đầu game giờ vẫn chưa lên 2 luôn. Để khó thế nhỉ. Ô lát cái đéo gì mà đắt. Đéo thích băng luôn. Thôi, một con chuột được rồi. Mình không có tình nhiều tiền mình nuôi chuột. Finally, some fun. Ở đây chúng ta đéo có nhiều tiền như thế. Chúng ta ít tiền lắm. Bỏ con mẹ nó xét đi. Giờ phải kiếm con đấy đã. Chiến độc thôi. Ui cái đệt mẹ. Thôi thế thì xét thôi. Cuộc chiến xét độc thôi. Thôi khỏi xấu cuộc chiến nữa. Bỏ xấu cuộc chiến thôi. Building character. Giết thì giết băng tộc được á. Ok hai con giết. Giết ánh sáng hay giết băng tộc ta? Giết ánh sáng với giáp máu. Giết ánh sáng với thêm cái giáp máu. Kiếm do rít vô à? Thôi mẹ giờ này mà đổi qua do rít đi. Do rít thì chắc chết quá. Thôi giết băng đi cho nó chắc. Giết băng đi. Băng mình có thể bỏ bớt một băng ra được, bỏ nó qua quýt ra, đúng không? Xài con Ezreal, rồi có tí tóc đắng thì với con chuột được. Olaf 2. Obliteration. Phần thần là tính hai băng, không tính hai băng đâu. Chỉ khi chưa có con nào chết. Khó lắm.
is a waste of my time. No luck. All skill. Anh bán hai con này đi. What I have done cannot be undone. Nó tính 5 băng trừ khi là khi có nhét phân thân mà không có con nào chết ấy, thì nó sẽ mọc thêm một hệ. Còn nếu mà có chết là nó sẽ không thêm hệ đâu, đúng không? Lát cơm lạnh thì ngon thật nhưng mà không có duy trì trục tội thì hơi phế, đúng không? Hơi phí phạm của giời. Giờ tại mình có độc rồi nên mình chẳng cần cơm lạnh lắm. Có băng có độc thì cũng ok rồi. Let us begin. This is a waste of my time. So many souls to liberate. It's nearly time. Lắc ngọc. Lắc sét phải ngon. Yeah.
kia cho nó đứng ở trong này, nó bút cho tìm nó nhanh thì cũng được. Ok, ráng được Z2 rồi không? The shadows have enlightened me. AFK thì chắc làm béo rồi. Giờ là AFK luôn. AFK luôn, thua chịu. Sao được? Freeze them in their tracks. Nhé, lên chết nhé, con này báo là tuyệt vời thế này. Nãy giờ mà bỏ set ra thì cũng được nhỉ. Bỏ set ra yếu lắm. Thôi, yếu lắm. À, lên được chết là tuyệt vời rồi. Thay Ezreal mất hai xạ thủ, chuột nó có đam các bạn ơi. Đùa. Chuột Ezreal nó có đam lắm các bạn ơi. Quân tôi hơi đông. Rồi thằng này chết luôn. À top 2 rồi. Yeah. Tim băng. Tim băng cho Hân Sinh. Để chạy dầm dầm. Nên cho Sinh hay cho gấu đi, cho gấu đi. Gấu. Cho gấu hay hơn. Hay cho Z. Tim băng cho Z được. Cũng có vẻ ok. Tắt nước à. Ô, đánh không lại này đâu. Này này, củ đỏ có đánh. Đánh cái thằng củ lề này mình giữ đồng chi ta, mình bỏ 6 băng vào thôi. Thôi mình phải giữ đồng. My steel. Mình biết là cho Sinh cũng ngon đấy. Sinh nó đi rải băng vòng vòng cũng ngon đấy. Yes thì cũng ngon, Sinh thì cũng ngon. Thôi cho Sinh đi. Gấu cũng được. Ai nói đột cái thằng cuộc chiến như không các bạn? Đột cái thằng cuộc chiến đừng cho nó lên mana chứ bạn. Nó lên mana được mình mệt. Nó lên mana nó bật ulti sớm mình mệt cha. Nó có Z. Mình thắng rồi, không bị thương thua. Rồi, ok, tâm hạng. Băng cũng vậy à. Băng nó không đánh nó lại nó đâu. Băng cũng không đánh lại nó đâu mà. Đánh sao lại nó được.